Đến hẹn lại lên, mỗi năm người Thái đều thâu tóm thêm những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Mới đây, tập đoàn đa ngành Thái Lan Indorama Ventures đã chào mua 100% vốn của Nhựa Ngọc Nghĩa, công ty Việt Nam chuyên cung cấp chai nhựa PET dùng làm bao bì trong công nghiệp thực phẩm, nước giải khát, gia dụng, y tế và hóa chất, là đối tác lâu đời với các tên tuổi lớn như Unilever, Coca-Cola, Pepsi, Vinamilk. Thương vụ này chỉ là chương mới nhất của một câu chuyện lặp lại định kỳ 10 năm nay. Big C, hệ thống siêu thị lớn nhất Việt Nam, Sabeco, thương hiệu Việt thành công nhất trong lĩnh vực sản xuất bia, hay Red Bull, công ty nước tăng lực bán 2 đồng lãi 1, CP Group, thống trị lĩnh vực 3S tại một quốc gia thế mạnh nông nghiệp. Tất cả những doanh nghiệp kể trên có một điểm chung là đều thuộc sở hữu của những ông chủ Thái Lan. Trên thực tế, người Thái cũng đang nắm trong tay nhiều công ty tốt nhất Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, thông qua cả đầu tư trực tiếp và mua bán sáp nhập. Đầu tiên phải kể đến thị trường bán lẻ. Central Group, tập đoàn thuộc sở hữu của gia đình Chirathivat, gia tộc giàu thứ tư tại Thái Lan với khối tài sản 11,6 tỷ USD. Năm 2015, chứng kiến màn mua lại 49% cổ phần của đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim của Central Group thông qua công ty con Powerby. Tỷ lệ sở hữu công ty của tập đoàn đến giờ đã là 100%. Cũng trong năm này, tập đoàn Thái Lan mua lại chuỗi siêu thị Lan Chi, thương hiệu hoạt động chủ yếu ở các vùng nông thôn Việt Nam. Không dừng lại ở đó, năm 2016, Central Group thành công thâu tóm Big C Việt Nam từ tập đoàn Casino Pháp. Thương hiệu Big C chính thức bị xóa sổ tại Việt Nam vào năm 2020, tái định vị thương hiệu thành Đại Siêu Thị Go. TCC Group, một đại gia khác hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ cũng không chịu kém cạnh. Năm 2016, tập đoàn thâu tóm chuỗi bán sỉ Metro Cash & Carry Việt Nam, nay đổi tên thành MM Mega Market, thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bán buôn của Việt Nam. Tiếp đến, trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo, gã khổng lồ Thái Lan SCG Group đến nay đã sở hữu hơn 20 công ty con tại Việt Nam. Thông qua M&A, tập đoàn SCG tạo nên một hệ sinh thái các lĩnh vực vật liệu xây dựng, nhựa, giấy, hóa dầu lớn nhất Việt Nam. SCG đã thâu tóm nhiều cái tên nổi tiếng gồm nhà sản xuất gạch gốm sứ Prime Group, nhựa Bình Minh, nhựa Duy Tân, nhựa TPC Vina, xi măng Starsem, giấy Kraft Vina, bao bì Sovi, Batico. Đây đều là những công ty có hiệu quả sinh lời rất tốt, đồng loạt báo lãi vào năm 2019. Trong lĩnh vực chăn nuôi, CP Group, một trong những doanh nghiệp lớn nhất Thái Lan ở lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, cũng đang khẳng định vị thế tại Việt Nam. Hiện nay, CP Group đang chiếm thị phần lớn trong cả 3 lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, trang trại và chế biến thực phẩm. Mô hình từ nông trại đến bàn ăn của CP Group giúp doanh nghiệp này thu về hàng tỷ USD doanh thu tại Việt Nam. Như năm 2019, họ đạt gần 65.000 tỷ đồng. Ở vị thế này, chưa một công ty nội địa nào có thể vươn tới. Ngay trong năm 2021 vừa qua, CP Group đã nắm 24,9% cổ phần công ty thực phẩm Sauta, Fimex FMC. Đây là một trong 3 công ty xuất khẩu tôm lớn nhất nhiều năm qua, với doanh thu hàng năm gần 4.000 tỷ đồng. Trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, đại gia người Thái Charoen Sivivat Hanaphatti cũng nắm những tên tuổi lớn của Việt Nam thông qua các công ty con của mình. Nổi bật là công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco, nơi Thái Bev nắm 53,59%, hay Vinamilk, nơi Fresher & Neat là cổ đông ngoại lớn nhất ở mức hơn 17%, chỉ đứng sau cổ đông nhà nước. Lĩnh vực năng lượng mặt trời mới phát triển gần đây cũng đang chứng kiến sự bành trướng của doanh nghiệp Thái. Super Energy Corporation, một doanh nghiệp từ Thái Lan, từ cách đây 3 năm đã đầu tư thông qua hình thức mua cổ phần loạt dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận, An Giang. Cuối tháng 3 năm 2020, doanh nghiệp này công bố thông tin trên Ủy ban Chứng khoán Thái Lan, thông báo chi hơn 456 triệu USD để đầu tư mua cổ phần 4 dự án nhà máy điện mặt trời tại Bình Phước. Hai nhà máy điện mặt trời TTC1 và TTC2 tại Tây Ninh do tập đoàn Thành Thành Công và tập đoàn Năng lượng Gulf Thái Lan hợp tác đầu tư, vận hành từ giữa năm 2019. Trong lần thay đổi gần nhất, Gulf đã tăng mức nắm giữ lên 90%. Việc bán đi doanh nghiệp đã có thương hiệu, có uy tín, dễ được ví von rằng đang trồng cây cho người hái trái. Nhưng tiến sĩ kinh tế Phan Minh Ngọc cho rằng nên cởi mở hơn với việc thương hiệu Việt bán mình cho người Thái, bởi các doanh nghiệp và thương hiệu Việt sau khi bị thâu tóm thì vẫn hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, đóng góp cho kinh tế nước nhà như mọi loại hình doanh nghiệp khác. Hàng hóa được sản xuất trên đất nước Việt Nam, dĩ nhiên là made in Việt Nam, dù ông chủ thực sự của chúng là người Thái hay đến từ bất kỳ nước nào.